Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 14 câu 25 đến câu 33. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không được làm môn đệ tôi. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn? xem mình có hoàn thành nổi không kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm xong việc hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Kính thưa Cộng đoàn Lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu phải nói rằng đó là một cái lời mời gọi rất quả quyết, rất rõ ràng, không ẩm ờ. Một là một, hai là hai ngày hôm nay chúng ta vừa nghe chúa nói ai đến với tôi không dứt bỏ cha mẹ vợ con anh em chị em và mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được người môn đệ phải là người dứt khoát là người biết từ bỏ tất cả mọi sự bám víu vào trong cuộc đời của mình và ai không vác thập giá mình theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được phải nói rằng một lời mời gọi rất khó cho cuộc đời của mỗi người chúng ta bởi vì chúng ta biết rồi, thập giá là gì? Thập giá là gánh nặng, rất đau khổ và rất nặng nề. Không ai muốn mang, muốn vác cái thập giá ấy cả. Nhưng mà rồi Chúa lại mời gọi, không vác thập giá thì không làm môn đệ. Kính thưa công đoàn, phải nói rằng một cái lời mời gọi cực kỳ, cực kỳ khó, cực kỳ khó cho những người môn đệ, những người đi theo Chúa những người môn đệ những người đi theo Chúa phải từ bỏ phải từ bỏ tất cả phải nói phải nói là có khi từ bỏ chính mình để vác thập giá theo Chúa và khi đó mới là trở thành người môn đệ của Chúa mà chúng ta thấy thập giá trong cuộc đời phải nói rất là nặng nề mỗi người trong chúng ta chúng ta nhìn lại đi tất cả gia đình của chúng ta mỗi người chúng ta cộng đoàn chúng ta chúng ta thấy mỗi người đều có mang thập giá trong cuộc đời của mình. Và rồi, Chúa lại dùng cái mầu nhiệm thánh giá để cứu độ nhân loại. Và phải nói rằng thánh giá mãi mãi vẫn là một mầu nhiệm trong cuộc đời của chúng ta. Mà Chúa Giêsu rất là đặc biệt, Ngài lại đi ngang qua con đường thập giá, Ngài đi con đường khổ giá đó để Ngài cứu độ chúng ta. Và nếu như chúng ta vác thập giá của mình theo Chúa một cách thật sự thì chúng ta mới được cứu độ đó là một cái lời mời gọi khó, không đơn giản. Không đơn giản tí nào để vác thập giá đâu. Nói thì dễ, nhưng mà trong cuộc sống thì phải nói rằng không đơn giản tí nào khi mà thập giá có những người phải nói rằng nó rất là nặng. Có khi chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh của họ nên là chúng ta không biết có điều người ta không nói ra thôi, nhưng mà đúng là thập giá phải nói rằng rất là nặng trong cuộc đời. Và đối diện với lòng tin à, Nếu như cái người không tin Thì chúng ta sẽ không có muốn vác thập giá Hay là chúng ta sẽ bỏ thập giá thôi Nhưng mà với người tin Với người tin thì thập giá Chính là mầu nhiệm Mà Chúa gửi đến cho mỗi người Để rồi với cái mầu nhiệm thập giá Mỗi người vác Và tròn vàng khi mà vác Theo chân Chúa đến cuối đời Thì sẽ trở thành người môn đệ đích thực Như Chúa mời gọi Như Chúa nói đó ai không bác thập giá mình thì không là đa môn đệ của thầy thì chúng ta thật sự ra mỗi người chúng ta nhìn lại chúng ta thấy ai trong chúng ta cũng có thập giá thập giá có thể đến từ phía chồng chúng ta thập giá đó có thể đến từ phía vợ chúng ta thập giá có thể đến từ phía cha mẹ chúng ta thập giá có thể đến từ anh chị em chúng ta thập giá đó có thể đến từ những người sống chung chúng ta chúng ta vô tình hay cố ý chúng ta để lại những cái thập giá cho người thân chúng ta mà chúng ta không biết đâu. Đó là cái điều mà bi đát trong cuộc đời. Và như là người môn đại thì chắc chắn chúng ta không xin Chúa cất thập giá cho chúng ta khỏi chúng ta. Nhưng chúng ta xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta vác thập giá. Như Chúa Giêsu chúng ta nhìn thấy trên con đường thương khó, Chúa Giêsu cũng vất vả gian nan Chúa Giêsu cũng đổ mồ hôi máu để vác thập giá và có những lúc Chúa Giêsu cũng cảm thấy mệt mỏi. Ôi lạy Cha, sao Cha lại bỏ con? Có những lúc cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và chúng ta cũng nói với Chúa là như Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha. Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Nhưng mà chúng ta yên tâm đi. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta và Chúa luôn luôn gìn giữ che chở với chúng ta từng bước từng bước trên cuộc đời cái chuyện quan trọng nhất của người kia tổ hữu của chúng ta vẫn chính là cái lời thử thách, cái lời mời gọi và lời, lời sống, đời tin. Nếu như chúng ta tin thật vào Chúa rồi, nếu như chúng ta bám vào Chúa và nếu như chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ đủ sức vì ơn Chúa đủ cho chúng ta để chúng ta vác được thập giá còn nếu như chúng ta không tin đủ chúng ta buông xuôi có kể một cái câu chuyện rằng là có một người kia đi ngang qua một cái hố thì thấy cái thập giá của mình nặng quá thì bắt đầu cưa 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 đi ngang qua một cái 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 vực thì cưa ngắn như ngắn thì gần đến gọi là thiên đàng thì cái cái thập giá đó ảnh cưa ngắn quá rồi thì anh không thể nào đi qua được thì chúng ta thấy đó một cái câu chuyện ví von thôi một cái câu chuyện ví von để chúng ta thấy rằng là, là Chúa cho chúng ta tự do lựa chọn đôi khi chúng ta cắt ngắn cái thập giá đời mình thì chúng ta sẽ không được không đến được không đến được với với cái điểm đến mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta và chính vì thế phải nói rằng thập giá <laughs> Chúa Giêsu cũng quá hài hước khi mà Chúa Giêsu mời chúng ta vác thập giá thật sự đã không đơn giản tí nào cả nhưng mà Chúa đòi hỏi rất gắt người môn đệ là phải vác thập giá đời mình để theo Chúa. Chỉ có một cách đơn giản là chúng ta phải xin ơn Chúa thôi, không có cách nào hơn hết. Chúng ta phải xin ơn Chúa thêm ơn cho chúng ta. Để chúng ta đủ sức, chúng ta từng ngày từng ngày, chúng ta vác thập giá theo chân Chúa. Bởi vì thật sự ra với cái sức yếu hèn của chúng ta, thì chúng ta không làm được đâu, khó lắm, nói thì dễ nhưng mà đôi khi chúng ta gặp những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời, đôi khi chúng ta cũng muốn buông xuôi nhưng mà yên tâm đi, Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta để chúng ta cứ càng ngày càng tín thác vào Chúa để chúng ta thấy rằng thánh giá đời của chúng ta nhẹ nhàng bởi vì có Chúa ở bên cùng chúng ta và Chúa thêm sức cho chúng ta chính vì thế cứ phải bám vào chúa từng ngày bám vào chúa và tín thác cuộc đời trong tay chúa xin chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta ngày mỗi ngày vác thập giá theo chúa và để chúng ta gọi là xứng đáng làm người môn đệ thật sự của chúa bởi vì chúng ta chọn cuộc đời của chúng ta chúng ta đã vác thập giá theo chúa rồi lời mời gọi phải nói rằng rất khó lời mời gọi rất khó sức chúng ta yếu nhưng nếu có chúa chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành sứ mạng và khi đó chúng ta mới trở thành người môn đệ như lòng chúa mong ước